Hiện tại thì mình đang ở La Ngà Định Quán Đồng La Ngà Định Quán Đồng Nai nha các bạn. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn. Thì bữa nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023. Thì hiện tại mình đang ở Đồng Nai nha các bạn, ở La Ngà Đồng Nai. Thì đây là chỗ cầu La Ngà nha các bạn. Thì trở lại quay mà trước khi mình cập nhật giá xoài, thì bà con nhà vườn hoặc đại lý nào mà cần mẫu túi bao xoài bạn nhà nông bên mình thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình nha. Thì mình quay trở lại cập nhật giá xoài Đài Loan thu mua tại vườn. Xoài vàng bữa nay là vàng nhất là 42.000, vàng nhì là 13.000, xoài xanh nhất là 23.000 và xanh nhì là 13.000. Thì đó là giá thu mua tại vườn nha các bạn. Mình xin nhắc lại nha, giá xoài vàng nhất 42.000, vàng nhì 13.000, xoài xanh nhất là 23.000, xanh nhì là 13.000. Còn riêng về xoài cóc, hiện tại em mình nó đang thu mua với giá là từ 6.000 cho tới 10.000, tùy theo xoài xấu đẹp, xoài lớn trái hay nhỏ trái nha. Thì tùy theo vườn trái xấu đẹp mà giá có thể là nó sẽ chênh lệch với nhau. Thì mình xin nhắc lại nha các bạn, bữa nay mình hiện đang có mặt tại La Ngà Đồng Nai. Thì anh em nhà vườn nào ở khu vực La Ngà mà cần túi mẫu túi bao xài thì alo trực tiếp trong mình nha. Thì trong ngày hôm nay thì mình có thể ghé các bạn để gửi mẫu được đó. Ngày mai thì mình về Tây Ninh rồi, nên ví dụ anh em nào cần thì cứ alo trực tiếp nha. Thì video mình xin phép kết thúc tại đây nha các bạn. Mình cũng tranh thủ cập nhật giá ngắn gọn tại đây thôi, để bà con nhà vườn mình nắm nha. Thì số điện thoại mình ghim cho màn hình nha các bạn, thì các bạn cứ alo trực tiếp mình nha. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.